Xuân Yêu Thương với những hoạt động sẻ chia, tri ân những gia đình có công với cách mạng và những hoàn cảnh khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc, để cùng thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Liền và cùng mẹ đón mùa xuân lần thứ 102 của mình. Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, chúng tôi tìm về với mảnh đất Hà Giang, nơi điểm đầu cực Bắc của Tổ quốc, nơi có những ngọn núi cao lưng chừng trời, những con đèo vắt ngang sườn núi, những thung lũng xanh mướt và với cao nguyên đá Đồng Văn đầy sự lôi cuốn. Mùa xuân, mùa của đoàn tụ và yêu thương, mùa của sự trao gửi những tri ân, quan tâm và chia sẻ. Trong những ngày đầu đón năm mới Đinh Dậu 2017, cùng với Hội Phụ Nữ, Phòng PA84, Công an Hải Phòng, Ban Quản lý Kinh tế Hải Phòng và một số đại diện doanh nghiệp, chúng tôi đã có cuộc hành trình Xuân Yêu Thương lên thăm mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa, chia sẻ những món quà tới những em nhỏ vùng cao, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để một mùa xuân mới ấm áp tình người mãi trải dài trên dải đất hình chữ S. Xuân Yêu Thương là chương trình mà những người, những cá nhân, những tổ chức mong muốn đem được những cái đóng góp, những cái phần đóng góp của mình để mang đến cho những cái gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng và các cháu nhỏ tại các xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mong muốn là họ có một cái mùa xuân thật sự ý nghĩa và thật sự ấm áp. Trên suốt cung đường dài hơn 300 km từ Hà Nội đến xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vượt qua nhiều vách núi đá, xen lẫn với màu xanh của những ruộng ngô, chúng tôi tìm tới nhà mẹ Phùng Thị Liền. Mẹ Phùng Thị Liền sinh năm 1915, vậy là năm nay mẹ đã bước sang tuổi 102. Mẹ chỉ có người con trai duy nhất là liệt sĩ Nông Văn Háy. Cuộc sống nói chung là trước đây gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, được Đảng và Nhà nước, các cơ quan ban ngành luôn luôn quan tâm giúp đỡ. Gia đình cũng có cái bớt chút khó khăn, gọi là Xuân Yêu Thương, đến thăm gia đình và thăm sức khỏe của bà. Thì gia đình cũng rất là cảm ơn các đoàn. Tôi có đến tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì đứng trước mẹ thì thật sự rất là xúc động vì mẹ là đã có người, vì mẹ là người đã có công sinh ra những cái người anh hùng cho đất nước. Và nhân dịp Tết 2017 thì cũng chúc mẹ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình và đóng góp tích cực cho công việc xây dựng và đổi mới đất nước. Chia tay mẹ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến thắp hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Vị Xuyên, nằm cách thị trấn Hà Giang 18 km về phía nam. Đây là nơi yên nghỉ của trên 1.750 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Len lỏi giữa các hàng bia mộ, có thể thấy rất nhiều những cái tên khác nhau từ Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Hải Dương và những người con miền xuôi chúng tôi không thể cầm lòng khi nhìn 200 bia mộ chỉ duy nhất khắc 3 dòng chữ, chưa biết tên. Trước tượng đài Tổ quốc ghi công, trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi đã thắp những nén hương thơm, xúc động, kính cẩn nghiêng mình. Sự hy sinh của các anh đã góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc. Giang Sơn được giữ vững, Tổ quốc được vẹn toàn. Các thế hệ sau sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh đối với Tổ quốc. Hôm nay là một niềm hân hoan của tất cả anh em trong đoàn, cũng như là cái tấm gương để noi theo, nên đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang của tỉnh Hà Giang cũng là một sự linh thiêng nhất đối với lương tâm và tấm lòng của chúng tôi. Cũng hy vọng rằng thắp nén nhang thơm để cho những anh hùng đã khuất mong muốn và bảo vệ Tổ quốc biên cương tốt hơn nữa, để cho chúng tôi cũng như là thế hệ sau này sẽ noi gương và tiếp bước cha anh. Tiếp tục hành trình của Xuân Yêu Thương, chuyến xe của chúng tôi dừng bánh tại trường tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trường tiểu học Xín Cái là trường miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Trường đóng trên địa bàn dân cư với 100% đồng bào dân tộc Mông và tỷ lệ nghèo còn rất cao.
giảng dạy trên vùng cao này thì rất khó khăn về đường xá đi lại này, với lại học sinh ở xa, với lại đồng bào dân tộc ở đây thì không biết tiếng phổ thông nên là vận động học sinh rất khó. Tránh không bỏ sót những em nhỏ nào, những món quà đều được gói cẩn thận và trao đến tận tay từng em và những hộ gia đình khó khăn. Không chỉ có quần áo, chăn nêm mà đoàn còn hỗ trợ thêm gạo và một chút lương thực khác. Là một trong những thành viên của cái chương trình này thì mình thấy là mình rất là may mắn và tự hào. Và trong mình thì có rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc ngay từ ban đầu là cảm xúc hồi hộp khi mình được chuẩn bị những cái món quà cho cái chương trình thiện nguyện này. Cảm xúc tiếp theo là cảm xúc mà mình rất là xúc động khi được tận tay trao những món quà cho các em nhỏ vùng cao. Suốt cuộc hành trình dài hàng trăm km đường đồi núi, chúng tôi dường như quên hết mọi mệt nhọc khi chứng kiến những nụ cười hồn nhiên, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các em học sinh nơi núi rừng hùng vĩ. Chương trình Xuân Yêu Thương, tôi cũng mong muốn rằng đoàn sẽ thường xuyên liên kết với nhà trường, giúp đỡ được các cháu nhiều hơn, càng nhiều thì đối với các cháu thì đỡ vất vả bao nhiêu, các cháu càng có điều kiện đến trường bấy nhiêu. Xin được cảm ơn. Cháu rất vui và rất là cảm động khi chương trình Xuân Yêu Thương đã đến chúc và đóng góp những niềm vui yêu thương cho chúng cháu. Cháu rất vui khi được nhận quà của các chú với các cô. Cháu rất mong là năm sau các chú các cô lại quay về tặng quà cho các cháu. Cũng tại nơi đây, tình quân dân thắm đượm khi chúng tôi cùng nhau đến thăm những hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn, tận tay trao những món quà và cùng uống với nhau chén rượu thơm nồng ngày Tết. Mong một năm mới ấm no đến với đồng bào. Tạm biệt trường tiểu học Xín Cái, chúng tôi sẽ nhớ mãi những đứa trẻ vùng cao hồn nhiên và hoang dại, cũng như chính cảnh sắc nơi đây vậy. Nhìn những đôi chân nhỏ bé, vui mừng sải bước cùng những món quà, chúng tôi như có thêm những động lực để thêm nhiều lần nữa sẽ lại cùng nhau đến nơi đây chia sẻ những khó khăn, những món quà Tết tới các em để mùa xuân yêu thương sẽ ấm hơn khi tình người được san sẻ. Để kết thúc cuộc hành trình của mình, chúng tôi tiến về cột cờ Lũng Cú. Chúng tôi đã đặt chân được tới đỉnh cột cờ, điểm cực Bắc của Tổ quốc. Trong những ngày đầu tiết xuân năm mới, chúng tôi đã cùng nhau chào cờ và hát vang bài ca của Tổ quốc ngay dưới chân lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Tất cả như vỡ òa, một cảm giác thiêng liêng khó tả. Cả một hành trình dài vất vả, hình ảnh lá cờ Tổ quốc, cái màu đỏ tươi ấy như chạy thẳng vào tim chúng tôi, âm vang đâu đây hồn thiêng sông núi, gợi nên một cảm giác tự hào, đầy niềm tin và hy vọng. Tự hào xúc động đến rưng rưng, mọi cảm xúc đều thăng hoa. Có lẽ đây cũng là cảm giác chung của cả đoàn. Cảm giác được ôm trọn một phần quê hương trong tầm mắt, chắc chắn trong mỗi người càng thấy thêm yêu Tổ quốc. Một Việt Nam trong gian khó vẫn quật cường vươn lên.